Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là chiếc ELC Even 90, tăng hình nhẹ có độ ẩn giấu tốt nhất cấp 8. Chắc chắn có nhiều thắc mắc, vì sao ông lại chơi chiếc ELC thế? Có hai video về nó rồi mà. Video trước mình chơi chiếc xe tăng này, trận nào cũng khai hỏa, trận nào cũng gây sát thương lên kẻ địch nếu có cơ hội. Nó rất là ồn ào trong một trận đấu. Kẻ địch khi mà bị chúng ta bắn, họ sẽ biết được là chúng ta ở đâu ngay và họ sẽ cảnh giác. Đáp ứng nhu cầu bình luận của anh em về việc ông hãy chơi tăng hạng nhẹ, không mang đạn hay không khai hỏa đi. Thực ra mình có một video về việc tăng hạng nhẹ không mang đạn rồi, anh em có thể theo dõi lại trên chiếc Manticore và EBR 105. Trận này thì đúng là mình có mang đạn đấy, do mình đang chill trên chiếc LC thôi, chợt nhớ ra cái thử thách đấy. Yên tâm, trong trận đấu này mình không bắn một viên đạn nào đâu. Đến cuối mà cần phải bắn, cần phải mang về chiến thắng thì mình mới khai hỏa. Bản đồ San River sở trường của mình là cánh dưới này. Soi tăng hạng nặng hay tăng hạng trung bên địch, họ đẩy lên đây, mình sẽ soi phủ đầu. Đồng đội ở đằng sau có thể bắn yểm trợ vài viên. Và LT432, anh ta ở vùng trung tâm đã bay bầu. Có khả năng chiếc LT432 bắn ai đó, mình đã nhìn thấy. Khi mà chúng ta bắn kẻ địch ấy, độ ẩn giấu sẽ bị giảm xuống khá là nhiều. 300m rồi, Conqueror vẫn chưa nhìn thấy mình. Bỏ thôi anh em ơi. Anh ta tiếp cận gần đến cái cánh này. Sau khi mà chiếc LT432 đã bay bầu, bên địch không còn con mắt nào. Poras thì đang ở bên trên, nên việc mình ra vùng trung tâm soi kẻ địch là một điều chắc chắn rồi. Triển khai chiến thuật thôi. Ở cái vùng trung tâm này có rất nhiều bụi cho anh em lựa chọn. Bụi này an toàn, có một cái tảng đá để che chắn. Nhưng mình muốn đột phá lên gần hơn căn cứ bên địch, đó chính là bụi này. Hai kẻ địch đang ở nhà là chiếc IS-22 cùng với M40, M43. Họ AK. Cái gì thế này? Chơi bời gì thế này? Trời ơi, hay quá. Pháo đang bắn yểm trợ mình. Mình cũng soi thấy chiếc 432. Anh ta đứng ở một cái vị trí bắn tạt sườn. Nhìn thấy chiếc Poras với chiếc Chariotia chạy về. Đồng đội ơi, cho mình mấy viên pháo nào. Hay quá. Tiêu diệt được chiếc Poras, bên đội địch sẽ bứt toàn bộ con mắt. Một pháo đã bay bầu. Đồng thời mình cũng nhìn thấy chiếc cửa so. Đồng đội bắn ở đằng sau nhưng mình không hưởng thiệt hại từ chiếc cửa so. Vậy là đồng đội tự soi tự bắn. Poras ở khoảng cách 70m không nhìn thấy mình. Để an toàn, mình đi xa hơn một chút, đề phòng chiếc Poras soi thấy sẽ bắn mình mà. Tuyệt vời luôn. Tỷ số 5-0, bên địch bay hai con mắt. Anh em hiểu cái trận đấu này sẽ đi về đâu rồi đấy. Chờ thôi, mình cứ đứng đây cắm cho đồng đội bắn. 430 không biết được rằng anh ta vẫn bị lộ hình. Bat-Chat anh em ơi. Mình đi gần hơn để giữ sai chiếc Bat-Chat. Anh ta dừng lại. Tuyệt vời. Pháo vẫn đang ném yểm trợ mình. Tốt. IS-22 đã bay bầu. Mục tiêu tiếp theo kìa anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Khi mà chiếc Bat-Chat lộ hình ấy, anh ta ở ngoài vòng tầm nhìn của mình, thì phải đi gần hơn để giữ sai anh ta. Đồng đội sẽ bắn được thêm một vài viên nữa. Nửa đội địch đã ngã xuống. Mình chạy sang bên cánh trái này để tiếp tục soi những kẻ địch chạy về từ cánh 89. Anh em thấy chưa? T54 E1 này, EBU2, Pantera. Họ muốn quay trở về căn cứ để chống, nhưng bây giờ mình đang giữ sai họ rồi. Đồng đội từ xa có thể bắn yểm trợ rất nhiều luôn. Không nhìn thấy đâu. Khoảng cách hơn 300m. Mình mang giảm thanh trên chiếc ELC nữa mà anh em. Nếu như không khai hỏa thì còn lâu họ mới nhìn thấy. Đồng đội ơi, cho mấy viên nào. Chà đốt tia này. Tốt. Cảm ơn AC48. Tuyệt vời. Thêm viên nữa đi AC48. Hưởng được một băng đạn từ đồng đội, còn gì tuyệt vời hơn. 6.001 sát thương hỗ trợ đã được gây ra, không bắn một viên đạn nào. Anh em biết đấy, bây giờ thì tỷ số 11-2 rồi, phần thắng nghiêng về bên mình chắc chắn đến 100%. Mình muốn tiếp cận gần hơn tới kẻ địch để trêu người họ. Từ đầu trận đấu đến giờ mình chưa lộ một phát nào mà. Xin chào T54E1. Bạn ơi, mình này, bắn hộ mình cái. Nếu như không chơi thử thách, không mang đạn hay không khai hỏa thì chắc chắn mình sẽ bắn một băng đạn vào chiếc T54E1 kiếm 600 sát thương. Nhưng để cho sát thương gây ra là số 0 và sát thương hỗ trợ cao nhất, mình sẽ không bắn. Kết thúc trận đấu, tỷ số 15-2. Quá tuyệt vời trong trận đấu này. Malinovka, thánh địa của ta hạng nhẹ. Trong video trước mình cũng chơi ở bản đồ này, nhưng đến cuối có khai hỏa mấy viên vì đồng đội không giải quyết được kẻ địch. Mình cũng muốn yểm trợ mà, có cơ hội bắn thì cứ bắn thôi. Khởi động trận đấu trong video trước mình đã bị kẻ địch soi thấy, phải quay trở về, mất một khoảng thời gian ngắn mới đi được đến những cái bụi chiến lược ở cánh đồng này. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay, bên địch chỉ có chiếc HWK30 thôi. Mình biết là anh ta có tầm nhìn tốt nhưng ẩn giấu lại không cao. Có thể mình sẽ soi thấy chiếc HWK30 trước. Hiện tại thì không thấy anh ta đâu. Có thể là anh ta chạy cánh 89, cũng có thể anh ta ở dưới phần đầm lầy, cái vùng hồ giữa bản đồ ấy. Sau một phút mình cũng soi được chiếc Cobra và chiếc Pershing đang AFK. Leopard 1 chiếm vị trí chiến lược D5. Đúng bài rồi đấy. Mình biết là cái bụi mình đứng ấy nó khá là nguy hiểm, và cái lúc mà chúng ta đến nó hở. Ở video trước mình hướng dẫn anh em đến cái hàng cây này, và hàng cây này nó an toàn hơn. Nhưng cái hàng cây này chiến lược hơn, soi thấy kẻ địch ở căn cứ nhiều hơn, và vòng tròn tầm nhìn cũng quét được đến vị trí F7 và D5. Ở vị trí D5, những kẻ địch có ẩn dấu tốt mình cũng chưa soi thấy đâu. Những cái vị trí F7 là cái vị trí mà kẻ địch hay bắn tỉa, họ sẽ khai hỏa và độ ẩn dấu sẽ tụt xuống, mình bắt được ngay. Cái bụi nhỏ nhất này cũng khá là ao trình đấy, nhưng hay bị kẻ địch counter vào. Mình cũng không hay đứng vị trí này đâu. Đúng là nó gần hơn với vị trí F7. Đề xuất cho anh em vậy thôi. Còn anh em muốn đứng ở bụi nào an toàn hay đột phá, tùy vào cách anh em xử lý tình huống này, đọc xem đội địch có ai này, đúng không? PTK khoảng cách hơn 400m mình đã nhìn thấy. Cày đấy, cày đấy. PTK không biết tại sao cứ bị lộ hình mà. Tuyệt vời. Một phát đạn nữa anh em. PTK đã bay màu. Sau 2 phút chiến đấu, mình đã hỗ trợ tiêu diệt được 2 kẻ địch là Cobra và PTK. Ta hạ nhẹ bên địch thì ở vùng hồ. Đúng như cái dự đoán ban đầu, anh ta mà đi soi cánh này thì kiểu gì mình cũng bắt sai theo anh ta trước mà. Sau khi HWK30 bị tiêu diệt, mình sẽ di chuyển gần hơn đến vị trí F7 để soi những pháo chống tăng hay kẻ địch bắn tỉa ở đấy. Đồng thời muốn bắt sai chiếc Leopard 1 đang cắm ở bụi D5. SRV cay phết đấy, từ nãy giờ toàn bị lộ hình thôi. Mình biết là Pershing bên địch không nhìn thấy mình đâu, cứ lượn thoải mái. Ta hạng nặng thì chạy lên trên đồi giao tranh rồi. Leopard kìa, SRV cứ bị lộ thôi, buồn cười thật. Mình rất là muốn cắm cái bụi G6 đấy. Cái bụi G6 là bụi chiến lược cũng như là bụi truyền thống của căn cứ bên dưới, nhưng nó là cái bụi ao trình của căn cứ bên trên. Khi mà anh em đứng ở bụi này, thoải mái soi thấy chiếc Leopard. Thấy chưa? Cũng soi được những kẻ địch ở đồi chạy về. Leopard ơi, bạn đang bị lộ đấy. Cứ nhô lên, đồng đội mình bắn cho mấy viên. Cánh 12 bắt đầu di chuyển rồi. Đây, anh em nhìn này, Leopard 1 không biết được rằng mình đang ở đằng sau ao trình anh ta. Bóng đèn không hề bị lộ đâu. Anh ta đi lên bị đồng đội mình bắn. Chắc bây giờ anh ta biết rồi đấy. Có thể Leopard đang đi lên kìa. Đúng rồi, Leopard biết được rằng mình vẫn đang giữ sai anh ta phải chạy khỏi vị trí D5, không sẽ bị đồng đội mình tạo thế gọng kìm ngay. Tiêu diệt được chiếc Pershing, bên mình sẽ có lợi thế kiểm soát căn cứ bên địch. Khoảng cách 300m vẫn đang giữ sai chiếc Leopard. Đồng đội mà bắn tốt thì sẽ không để cho kẻ địch chạy thoát đâu. Leopard tự dưng quay trở về vị trí F7, vẫn bị lộ mà thôi. Anh ta bắn mù hay là bắn vị trí của PTK vậy? À, bắn chiếc PTK. Anh em ơi, 500 máu này. Ơ kìa, trượt. Phía nữa, trượt. Đồng đội ơi là đồng đội. Mình sẽ tiếp cận gần hơn đến cái bụi tiếp theo, H8. Cái bụi này là bụi soi bảo vệ căn cứ bên dưới, nhưng bây giờ nó sẽ trở thành một cái bụi khi mà có thể soi được những kẻ địch từ đồi chạy về phòng thủ căn cứ. Người hùng không súng đây anh em ơi. Tỷ số 6-5. Có vẻ như bên địch đang lật kèo trên đồi. Mình soi được chiếc STRV rồi. Đồng đội chẳng thấy bắn gì, cho mấy viên nào. Lát đạn hít đi anh em. Conway chạy về này. Hiện tại đằng sau mình chỉ có 3 người thôi. Không biết họ bắn có tốt không. Conway tiếp tục bị lộ. Conway giáp cũng chẳng khỏe đâu. Chắc là đồng đội không có góc bắn tốt nhất. SRV cũng đang quay trở về để phòng thủ căn cứ. Đồng đội mình đang cố gắng lật kèo trên đồi. Chờ thôi anh em ơi. Mình không muốn khai hỏa đâu. Với cá tính của mình, không chơi thử thách, không mang đạn hay không bắn ấy, thì chắc chắn mình sẽ lùi lại sau bụi 15m này, tìm một cái vị trí góc bắn mở này, bắn kẻ địch 3 viên, sau đó nạp lại, tiếp tục soi. Sau 20 giây bắn tiếp. Nhưng đang chơi ở cái thử thách không khai hỏa thì mình sẽ phải im lặng, âm thầm ninja. Máu chen, anh ta đang quay trở về. Bây giờ mình mới để ý chiếc Mauchen chen mới bắt đầu lộ hình. Kẻ địch đang chạy về quá nhiều luôn. Mauchen bị đồng đội mình bắn tứ phía, hưởng 2.000 máu từ anh ta. Không có gì tuyệt vời hơn. 7 phút chiến đấu đã trôi qua. Mình hỗ trợ được hơn 7.000 sát thương. Tuyệt vời. Phóc đã bay. Mục tiêu tiếp theo SRV. Nhưng có vẻ như đồng đội mình tự soi tự bắn. Mình sẽ di chuyển sang bên trái, mở một cái góc soi khác. Đồng thời cũng bị lộ rồi. Tất nhiên khoảng cách 200m, chiếc Leopard cũng có tầm nhìn tốt mà. Anh ta sẽ soi cho mình thôi. T57 EV bên địch đã bỏ đồi chạy về rồi. Khả năng cao anh ta ở xung quanh đây. Mình lựa xuống dưới này mà không thấy thì chỉ có khả năng ở trên này thôi. Đâu rồi, đâu rồi. À, anh ta đứng ở vị trí A0. Đồng đội mình đi qua đồi mà không nhìn thấy. Ở đây thì hiện hơn 8.000 sát thương hỗ trợ, nhưng thực tế mình soi được đâu đó hơn 9.000. Một vài pha bắn mù mà. Xem một vài thành tích của tăng hạng nhẹ cấp 8 mình đã đi soi. Malinovka trên chiếc ELC hơn 9.000 thiệt hại hỗ trợ. Mình không có khai hỏa nên cái số kinh nghiệm gốc nó không cao, dù mình có nhiều cơ hội để bắn kẻ địch. Gây ra được 1.000 đến 2.000 sát thương trên tăng hạng nhẹ sẽ bằng đâu đó 2.000 đến 3.000 sát thương trên xe tăng khác. Nó nhiều kinh nghiệm hơn mà, chúng ta sẽ làm khác vai trò đi. Anh em yên tâm, tăng hạng nhẹ khai hỏa cũng là một cái nhiệm vụ đấy. Chứ anh em cứ nghĩ rằng tăng hạng nhẹ chỉ đi soi thôi đừng bắn. Không, cái đấy hoàn toàn là sai lầm. Lake View, mình soi được 6.000 sát thương. Đến cuối mình mới khai hỏa để cố gắng tiêu diệt kẻ địch, nhưng cũng không mang về chiến thắng cho trận đấu. Điểm đội, anh em thấy đấy, đây là phòng đấu cấp 7. Một vài đồng đội mình bắn không tốt, dù mình soi được nhiều kẻ địch đi giữa đồng như Tiger B này, Chito này. Rất là buồn luôn đấy. Trận đấu ở bản đồ Sun River cũng soi được hơn 6.000 sát thương. Hay là bản đồ Lake View, cái trận này bắn trên livestream thì phải. Còn một vài trận đấu khác mình cũng khai hỏa trên tăng hạng nhẹ, gây được nhiều sát thương như WZ132 có video rồi, link chơi trên livestream đúng không? Clip cái trận này có bắn trên livestream không nhỉ? Mình gây được tận 3.000 sát thương master điểm đội, chỉ thua chiếc KV4 Crest thôi. Đó là video của mình ngày hôm nay về chiếc ELC Even 90 không bắn, không khai hỏa hay là không mang đạn. Mình cũng không có khuyên anh em là đừng khai hỏa trên tăng hạng nhẹ. Video này chỉ là một thử thách mà anh em đề ra cho mình thôi. Mặc dù ELC khá là dễ với cái thử thách này, ẩn dấu tốt này, tốc độ cũng gọi là đủ, thân hình nhỏ bé, lẩn trốn qua các bụi hay soi chủ động, cũng không sợ kẻ địch bắn trúng chiếc ELC. Kiểu gì đạn cũng bay qua đầu thôi, đúng không? Cái thử thách này không phải lúc nào chúng ta cũng làm được đâu. Đặc biệt là vào những cái bản đồ nó hẹp này, nó nhiều nhà cửa vật cản, thì làm sao mà đồng đội sẽ bắn yểm trợ chúng ta đây? Vì vậy chúng ta vẫn phải sử dụng khẩu pháo để bắn vào kẻ địch, khiến họ mất máu, khiến họ đứt xích. Lúc đấy đồng đội sẽ vào giải quyết. Chúng ta có thể quấy rối họ bằng mọi cách. Đấy cũng là một phương án để chúng ta đưa tăng hạng nhẹ lên một tầm cao mới, thay vì chỉ đi trinh sát. Anh em nghĩ sao về việc tăng hạng nhẹ không bắn, chỉ đi trinh sát thì hãy bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.